Vâng, bữa nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách gửi gói dây nha. Gửi gói dây mà trường hợp cực kỳ khó luôn, nhưng mà cái cách này thần hướng dẫn là sẽ 100% là tháo được các bạn, nhưng mà nó hơi lâu tí xíu thôi. Thì nó có thể là đối với một số trường hợp có thể nhanh hơn cách tháo thông thường nữa. Đó. Tức là lỡ cái trường hợp mà khi mình đi câu á, mà đi xa mấy chục cây đi, mà có một cuộn dây một và bây giờ nó gói khó quá, giờ gỡ không được, không lẽ giờ cắt bỏ lại đi về luôn đúng không? Giờ mình sẽ làm cho nó gói nha. Mình sẽ quăng xuống thẳng dưới đất giờ nó sẽ gói liền. Đây các bạn nè, đây thằng qua đây cho mọi người thấy rõ ha. Đó, mọi người thấy chưa? À, nó gói về để coi khả năng còn gỡ được không, còn gỡ tay được nè. Nhưng cái trường hợp mà mình không gỡ tay được á, nó vướng cỏ phía sau mình gỡ tay không được luôn á, là mình phải là sử dụng một cái skill khác để thử coi thử gỡ được cái này không. Rồi nếu mà gỡ không được thì mình sẽ lấy cái skill đó cho các bạn coi. Rồi nè, bắt đầu khó rồi nè nha, tại vì cái này nó gói nặng quá, nó gói nhiều vòng quá mình gỡ không được ha. Cái kia gói đơn giản mình gỡ được, còn này mình gói hơi gỡ không được, mình phải sử dụng skill mới được. Ok nè, nó giống như vậy là mình bắt đầu là gỡ không được rồi nha các bạn. Đó, thì bây giờ là không lẽ giờ phải bỏ sao? Thường cảm thấy cái này nó chưa đủ nặng nữa, ý thường muốn là muốn nặng hơn gói nặng hơn nữa kìa. Thuận làm cái nãy chứ có thể là mọi người hơi khó hiểu á, thì đây ví dụ đây giống như là cái đường dây trục của mình đây, đường dây chính nè, dây PE này đúng không, vậy nó bị khi mình kéo lên á nó sẽ bị như thế này nè, bị cái dây này đè lại giống như này đúng không, đó nó bị một cái dây sắt ngang đè lại nè, bị 3-4 mối như thế này luôn liên tiếp luôn. Thì khi mình cố sở, mình sở đến lý khi bình thường mình sẽ sở những dây này sẽ lên được, nó sẽ gỡ được, nhưng mà bây giờ nó mắc nhiều vòng quá mình gỡ không được á. Nên là cái nguyên lý của cái môn gỡ bằng thủ công này á, là bạn gỡ từng mối gỡ cái đây nè, nếu bạn lần được 2-3 mối thì bạn bắt đầu thấy gỡ cái đây cũng được. Tức là mình gỡ, mình rút là tính đầu dây, tức là nó đã gỡ được 2 mối này rồi. Giờ bắt đầu mình sải tiếp mình thấy đây nó dướng mối nữa phải không, kéo gì lên nó chặn lại như nè. Đó, bắt đầu từ sau cái mí này mình sở cái nữa, mình rút nó hoài, tức là mình đã gỡ được 3 mối nữa rồi. Thì trong một cái máy nó gói thường gỡ nhiều á, thì thấy nó khoảng dữ lắm 10 mấy mối à. Nên các bạn chịu khó đi, bạn gỡ bằng tay tí xíu đi là nó sẽ ok à, chứ đừng cắt bỏ ổn vậy nha. Đây là con máy trong bộ 799 này, nãy thường quăng gói đúng không, vừa quăng gói mình thu lại nha các bạn. Giờ mình sẽ xả nó ra nha. Đây mình phải thu lại mới gỡ ra được. Đó. Đó, chuẩn bị tới cái chỗ gói rồi đó. Nó. Đây thấy chưa? Nè. Mọi người thấy cái phần dây nó móc không? Đó, dây nó móc như hồi nãy Thịnh làm cái clip mẫu đó. Thì mình cứ canh cái món dướng của nó nè, mình tháo qua thôi. Đấy, này ra luôn rồi. Skill mình hay quá. Gỡ tay không ra luôn nha các bạn. Đó, tới đây nè. Cái này mới gắt nè. Mình sẽ cố gắng cho mọi người xem thật là kỹ nha. Đây, mọi thấy không, nó đang kéo một cục lên chỗ này nè. Mình cứ canh cái đầu dây này nè. Đó, đầu dây này mình tháo ra thôi. Đó, mình rút cái gì là được nha các bạn. Vậy các bạn cứ làm tiếp tục như vậy thêm khoảng n lần nữa. Dây mấy bạn khi mà bỏ ra, các bạn cứ bỏ chồng chồng lên như nè là được nha, nó không gói nha.
làm phiên khoáng N lần nữa là khoảng chục lần là tháo xong cái này nha các bạn, đảm bảo là không phải cắt dây nào luôn. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Chúc các bạn thành công ha. Yeah.